Lý do tại sao Vân nói là chúng ta rất cần cái phẩm này, rất rất cần cái quyển hai này. Vì sao? Vì chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta cần phải phát cái gì trước? Phát tâm Bồ Đề, đúng không ạ? Phát cái gì nữa nào? Cái thứ gì là phát gì nữa nào? Ai nhớ không? Đừng nói phát hùng nữa. Phát nguyện, đúng không ạ? Rồi cái thứ ba là gì nào? Trời ơi, mới tụng xong mà trả lại lời cho tôi, trả lại cho Phật ở trong rồi. Hồi hướng, đúng không? Ba cái này nếu chúng ta muốn thành Phật, chúng ta rất 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 cần, đúng không ạ? Cần phải có Bồ Đề Tâm, cần phải có phát nguyện, cần phải có hồi hướng cho chúng sanh, cho tất cả. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là ai? Tại sao Ngài cứ nói là cho chúng sanh? Vậy thì chúng sanh là ai? Chúng sanh là ta và là tất cả những người xung quanh ta, là tổng hư không khắp pháp giới, là một thể, là một, là tất cả đều gọi là chúng sanh. Cho nên cần phải hồi hướng cho chúng sanh thì Bồ Đề Tâm chúng ta mới thật sự hiển lộ ra được. Và hồi nãy mình đọc tới cái khúc mà cũng rất là tâm đắc nè. Cái khúc mà Bồ Đề Tâm mà trong kinh nói là Bồ Đề Tâm thứ nhất là cần phải phát cho ai? Ai còn nhớ không nào? Phát cho ai trước nè? Thế rồi phát cho ai nữa? Phát cho cha mẹ, rồi phát cho ai nữa nào? Còn ai nhớ không? Cha mẹ, người thân của mình trước, đúng không? Và xong tới tất cả từng cõi một, rồi xong tới khắp pháp giới chúng sanh. Và có phải chúng ta làm gì đó nó sai sai không? Chúng ta không có tập trung vào cái nhỏ mà chúng ta đang tập trung vào cái lớn, đúng không? Có phải thấy cái gì đó sai sai ở đây không? Tại sao chúng ta đi khóa tu năm khóa rồi mà ông chồng cũng tiễn mình đi tiễn đi một cách lạ đi luôn đi? Cho nên là chúng ta đang thương quá là nhiều chúng sanh mà chúng sanh nhỏ ở nhà không chịu thương, là cái này nó nguy chỗ này. Quý vị để ý chỗ này nha, nguy chỗ này nè. Cho nên là nếu mà chúng sanh ở nhà chưa có hoan hỷ thì chúng ta cần phải cho họ trước, cần phải tập trung vào họ trước. Rõ ràng trong kinh này nói đúng không ạ? Tập trung vào Pháp Bồ Đề Tâm, tập trung vào cha mẹ người thân của mình trước, yêu thương họ thật sự trước. Trước hết, Vân thêm một chút nữa nè, trước hết chúng ta cần yêu thương ta trước nè. Ta phải có sức khỏe đúng không ạ? Ta phải có gọi là cái này không phải là gọi tạm gọi là ta, và cũng tạm gọi là công cụ để cho ta làm chuyện ta ở ngoài, nhưng cái ta nhỏ này cần phải gọi là có sức khỏe mạnh mẽ, tự tin, an lạc thì ta này mới phục vụ được ta ở ngoài kia. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Thì trước hết chúng ta phải cần thương ta trước, cần phải phát Bồ Đề Tâm để yêu cái này trước, cái công cụ này trước một chút. Sau đó rồi chúng ta phát Bồ Đề Tâm yêu những người trong gia đình ta nè. Cứu mình trước, rồi mới cứu người gần gần mình, rồi mới bắt đầu cứu rộng ra từng cõi. Và sau đó là khắp pháp giới chúng sanh. Cho nên chúng ta đừng có đi ngược lại thì nó không có kết quả. Không có kết quả quý vị. Quý vị có nhớ Vân nói là cái đại bác ở nhà mà nó bắn một ngày không biết bao nhiêu viên đạn, nó thủng hết cái màng nhĩ không? Đây là cái chỗ này nè. Cho nên là người phối ngẫu của mình không hoan hỷ, chưa hoan hỷ thì chúng ta không thể nào
yêu được người ở ngoài kia và làm Phật sự nhiều được và tu tập nhiều được, đúng không ạ? Mọi người đồng ý chỗ này không? À, cho nên là chúng ta làm sao để đời và đạo phải cùng đồng hành song song và thương yêu họ. À, cái thương yêu này phải cho họ cảm được chứ không phải là bằng lời nói. Lời nói hành động cần phải đi song song với nhau. Nếu chúng ta nói được thì chúng ta phải làm được. Và làm sao để họ cảm được mình thật sự quan tâm họ, thật sự yêu thương họ bằng học, chứ không phải là gì tôi muốn được đi khóa tu cho nên tôi yêu anh hôm nay. Tôi rất là yêu anh hôm nay. Nhưng mấy hôm trước thì quên đi tại vì không có khóa tu. Cho nên là chúng ta cần phải đối xử với những người xung quanh chúng ta bắt đầu từ bây giờ bằng tình thương yêu, để cho họ có thể cảm được chúng ta. Thì sau đó chúng ta muốn đi đâu làm gì họ cũng ủng hộ chúng ta hết, cũng rất là hoan hỷ. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Rất là quan trọng. À, giống như câu chuyện của con hôm qua và hôm nay. À, và rõ ràng là có thể một số người chưa có nghe, Vân kể lại sơ xíu cho quý vị nha. À, hôm qua Vân có họp trước khi vào khóa tu thì đa số là Vân gom hết tất cả mọi người vào họp. À, mọi người lại và cho họ một cái tư duy là tại sao họ ở đây, họ cần làm gì ở đây hiện bây giờ, họ cần buông bỏ, họ cần tập trung vào ở đây và tắt hết tất cả điện thoại, dẹp hết, không gọi là không có ra tâm để ra ngoài, hoặc là điện thoại người này người kia thì nó sẽ bị phân tâm thì công đức nó sẽ không có trọn vẹn được. Và Vân nói một câu là nếu như nhà không cháy, người không chết thì không cần quan tâm tới. Vừa nói cái câu đó xong, ta xong buổi họp thì có thử thách ngay tức khắc liền. 12 giờ khuya, con trai Vân gọi tới tấp, tuy nhiên Vân tắt điện thoại, tắt cái reo điện thoại, nhưng điện thoại nó vẫn nhá và mình thấy được. Thì thấy 4-5 cuộc gọi nhỡ, thì bắt điện thoại lên nói là ba sắp chết rồi mẹ có biết không, mẹ về ngay tức khắc giùm con. Và thử thách thấy chưa quý vị, bà kiểm tra ngay tức khắc đi. À, mẹ ơi con không biết mẹ đang làm cái gì, buông hết đi về nhà ngay tức khắc liền, con cần mẹ về ngay tức khắc liền vì ba xỉu và ba nằm trong phòng tắm và không cử động được. À, coi như là không thở được luôn và không nhúc nhích được, và tụi nó rất là quảng và kêu Vân về để chở anh xã Vân đi bệnh viện. À, và nói là ổng sắp chết rồi. Mình mới vừa nghĩ tới cái câu là mình nói là nhà không cháy, người không chết thì không cần quan tâm. Và làm liền một cái thử thách liền ngay tức khắc liền. À, vậy thì cái mình cần làm là gì quý vị? Dĩ nhiên là mình đã bồi đắp cái tình thương yêu trước rồi, cho nên là khi Vân vẫn về và Vân giữ tâm, cái này là đang thử thách, cho nên là chúng ta, bản thân Vân biết rất rõ. Và Vân chỉ nói một câu là dạ các ngài biết con đang có khóa tu và chuẩn bị cho khóa tu, và nếu như các ngài cảm thấy là con cảm thấy cái gì quan trọng đối với con thì các ngài cứ việc cho con đi, và nếu như các ngài thấy là anh xã con quan trọng bây giờ thì hãy làm chuyện mà các ngài làm. Và nếu như mà khóa tu không có con họ vẫn ổn thì con hoan hỷ. Và con không biết đây là thử thách của ai, thử thách của Vân hay thử thách của các vị. Cho nên là chúng tôi đều có thử thách. Và khi Vân về thì Vân nói là anh muốn em phải làm như thế nào. Khi đó thì ảnh đã móc họng ra để ói ra được rồi, cho nên khỏe một chút rồi, bắt đầu nhúc nhích được rồi. Và hỏi là bây giờ anh có muốn đi bệnh viện không, anh muốn em làm như thế nào để anh nói cho em biết anh làm như thế nào. Và con trai Vân là nói mẹ không cần hỏi, mẹ mở đề máy xe đi, con với em mang ba xuống liền bây giờ, tại ở trên lầu. Mang ba xuống xe và đi bệnh viện, không có hỏi nữa, và đi bệnh viện ngay trước khách. Và đứa con của Vân ép bà phải đi bệnh viện. Thì Vân nói là mẹ đi, nhưng mà hỏi ba coi sức khỏe ba như thế nào. Nếu như ba ổn
thì con phải tôn trọng cái ý kiến của ba đúng không? À thì ba nó nói là ba không không ba ổn rồi, ba không có sao, cho nên là nó mới tha cho Vân. Cho nên nó mới tha cho Vân. Và quý vị ý như rằng như là một cái thử thách vậy các vị, như là một cái thử thách. Và mình vừa quay lưng là ông tỉnh. Sáng đáng lẽ bữa nay đó là ông hộ pháp này đó là nấu canh chua cá kho, cá chay, kho tộ cho đạo tràng, là bữa nay là tới ngày ảnh nấu và ông bày cho một nhà ở bên đó. Và Vân nói chết rồi, như thế này thì làm sao mà nấu, nằm bẹp như thế này rồi như không có nhúc nhích được, người rất là ê ẩm và đau. Và Vân gọi Hiền, Hiền ơi qua và em hầu giùm chị. Và Hiền nói ok thôi, để sáng mai em đem về em nấu. Và tuy nhiên trong lúc chúng ta tu buổi sáng thì tự nhiên Hiền nó nhắn là ảnh ổn rồi và hai anh em đang nấu bên nhà chị. Và khi Vân qua bên đó thì Vân thấy là một cái cây gậy lết 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 và một cái ghế bắt ngồi nửa mông và một cây gậy để nấu cá kho tộ cho đạo tràng. Hiền thì chịu trách nhiệm cái nồi canh chua, ổng thì đang làm. Và rõ ràng là đây là cái thử thách. Và cũng như là Vân rất là hoan hỷ là khi ảnh gọi là ráng hết sức để làm phục vụ cho mình, phục vụ cho mình. Và khi Vân về thì Vân đi mua mấy cây quạt, tuy nhiên là không có, cho nên Vân Vân kêu đứa con giữa Vân là con đi mua cho mẹ. Thì nó nói là mẹ ở đây thì tại sao mẹ không đi mua, đi kiếm cái chợ khác để mua. Thì ảnh nói một câu là không được, mẹ con phải trở về để dẫn khóa tu, tới giờ rồi, không được, đi về giùm tôi đi, để chút xíu nó đi. Quý vị thấy như thế nào? Và tại sao như thế? Một người cứng rắn, một người rất là cứng, cứng, cứng. Nhưng mà bây giờ tại sao mà như thế? Và anh kêu đi về đi, tới giờ rồi, để mấy đứa nhỏ nó đi kiếm quà. Quý vị thấy không? Nếu Vân không có dùng tình thương yêu để cho ảnh cảm được Vân đang làm cái gì thì quý vị nghĩ coi ảnh có hoan hỷ để hộ pháp cho mình tới như thế này không? Thay vì bây giờ ổng nằm trên giường, ảnh có quyền chọn không nấu bữa nay mà, đúng không? Và nằm trên giường để nghỉ, nhưng tại sao vẫn lết xuống để nấu đồ ăn cho mình? Đúng không? Và ảnh có quyền nói là bỏ hết đi, tôi bệnh hoạn như thế này mà bà còn ở bên đó lo cho ai, trong khi chồng con không lo. Ảnh có quyền nói điều đó mà, đúng không? Tuy nhiên tại sao như thế? Ảnh kêu đi về lẹ lẹ đi, không được, mẹ con phải đi về dẫn chú, phải đi về tu bên đó, 12 giờ sắp tới rồi. Cho nên để mà nói là để có kết quả ngày hôm nay cho bất cứ những gì tương lai mình làm, mình cần phải bồi bổ bồi đắp ngay bây giờ, làm ngay bây giờ. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Cho nên là đừng để mà ngày tháng tới có khóa tu, tháng này mình mới warm up. Mình mới gọi là sao, gọi là lâu lâu mà mình nói một cái là người ta kêu trời ơi đưa cái thau cho tôi để ối. Đúng không? Tự nhiên giống như chị Phụng kể đó, chị tự nhiên chị nói một câu ngọt gì cái ông nói có cái thau không, hỏi chi vậy, ối. Tại vì bình thường mình không có làm chuyện đó với chồng, lâu lâu mình sáng cái đùng nói cái sáng cái đùng, ông nói một câu là tôi phải nói lại hai câu. Cho nên tự nhiên bây giờ bà về bà nói bà gọi cái tiếng honey, người ta nghĩ là có cái vấn đề gì đó, đúng không ạ? Cho nên người ta sẽ nói là đồ khùng bị mắc dây rồi, sao bữa nay bà kỳ vậy. Tuy nhiên mình biết mình đang làm gì nhá, đừng nói cho họ biết, nhưng mình biết mình đang làm gì. Và mình tiếp tục làm, đừng bỏ cuộc các vị nha, đừng bỏ cuộc. Chị Nga chị muốn nói gì hả? Cho nên là đừng bỏ cuộc và tiếp tục làm những gì mình cần làm để đạt được mục đích lớn của mình trong tương lai.
thì bây giờ mình cần cái đại bác đó nó bị nghẹt liền ngay giờ hoặc là không còn đạn nữa, hoặc là cái đại bác đó nó không còn là đại bác mà nó là một cái gì đó rất là hiện từ rồi. Cho nên là mình mới có thể làm được tất cả mọi việc quý vị nhé. Cho nên Bồ đề tâm là ở chỗ này, và tình thương yêu thật để người ta cảm được mình, chứ không phải là người ta nói là nhìn bà dân gian sao đúng không, nhìn cái mặt bà bữa nay nó dân gian sao không, đừng có để người ta nói cái câu đó. Vì sao người ta nói được cái câu đó là tại vì mình không có làm cái đó nó thường xuyên đúng không. Tự nhiên mình nịnh người ta cái mình ngọt với người ta cái người ta nhìn mình trợn mắt và ta nói nhìn nhân gian sao bữa nay bà kỳ kỳ sao đúng không, mà người ta phán cho câu là đồ khùng. Cho nên là quý vị hãy nhớ là dĩ nhiên tôi khùng lắm cho nên tôi mới làm những cái chuyện mà người khác không dám làm không dám làm, nhưng hãy tiếp tục khùng như thế đi, vì khùng như thế mình nịnh người phó ngẫu của mình lợi lạc lắm luôn lợi lắm luôn quý vị, rất là lợi luôn. Người thân của mình, người phối ngẫu của mình mà mình đưa trao tình thương yêu cho họ thì mình sẽ có được tất cả những gì mình muốn, là cái đó là cái quan trọng nhất mình cần phải làm. Gần nhất, gần nhất mình muốn độ chúng sanh thì đó cũng là chúng sanh gần mình cần phải độ đúng không ạ. À? Trước hết chúng sanh này, chúng sanh này thông rồi nè, chúng sanh này hiểu đạo rồi nè, chúng sanh này gọi là muốn thoát khổ rồi nè, thông được những cái mạch bế tắc rồi nè, thì bây giờ chúng sanh này sẽ đi tìm cách để được về nhà và để cho những chúng sanh gần gần mình theo mình. Và hãy nhớ là nếu chúng ta có tình thương yêu thì chúng ta có được giải pháp cho tất cả, các vị hãy nhớ điều này nhé, có giải pháp cho tất cả từ cái tình thương yêu thật tâm của mình thì họ sẽ có thể cảm được điều đó, mặc dù chúng ta không có nói là mình yêu họ hay là không có nói là cái gì lấp 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 hay là cái gì đó, đại khái là mình không có nói ra miệng, tuy nhiên là cái mà mình quan tâm nè, chăm sóc nè, lo nè thì họ sẽ cảm được cái đó, và mình có thể đi thoải mái. Giống như Quỳnh nó nói anh Giao ơi em cần chị Vân chỉ đi Việt Nam 1 năm 2 lần thôi, không có nhiều đâu, 1 lần 6 tháng thôi nó xin như thế đó 1 năm 2 lần là có 6 tháng thôi à. Cho nên quý vị hãy nhớ nếu muốn một cái gì đó thì chúng ta cần phải tiến bộ, lùi lại, buông cái chữ tôi mình xuống để mà chúng ta có thể làm lợi là chuyện lớn hơn nhá. Mình có thể làm ô xin cho họ cũng được, ô xin cao cấp nha ô xin cao cấp. Mình có thể, mình là, hãy nhớ mình là người phục vụ quý vị nhá, mình là người phục vụ, mình nói cái chữ ô xin cao cấp. Tại sao mình dùng cái từ cao cấp trong đây, là trong phục vụ trong trí tuệ, quý vị hiểu chỗ này không ạ? À? Phục vụ trong trí tuệ, đừng để người ta nói mình con Phật học Phật riết rồi nhìn mặt nó ngu quá. Nó không làm việc không có trí tuệ là gọi là ngu đó, và người ta chửi mình đúng chứ không phải sai thật đó. Có nhiều lúc mình làm việc mình quá là gọi là cái tâm từ bi mình có, tuy nhiên từ bi không đi chung với trí tuệ, nó là một cái gì đó mà người ta nhìn mình với cặp mắt rất là thờ khạo, thì mình không muốn chuyện đó xảy ra nha. Cho nên mình là người phục vụ, I am a server, I am a server. Tuy nhiên người phục vụ, người ô xin cao cấp dùng trí tuệ để đạt được tất cả những cái mình muốn, chúng ta cần phải phục vụ với trí tuệ của mình. Quý vị hãy nhớ chỗ này nhé. Cho nên Bồ đề tâm cần phải phát ra. Sau khi phát được Bồ đề tâm rồi, hãy nhớ là trong kinh nói là Bồ đề tâm tức là tâm Phật. Đúng không ạ? Bồ đề tâm tức là tâm tâm Phật công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Câu này chí lý không? Nghe rất là thấm đúng không ạ? Cho nên chúng ta không có Bồ đề tâm, không có trí tuệ, chúng ta có phải là con Phật không? Không Phật thì bản sanh đi đâu?
không phải công Phật thì bản sinh đi đâu. Cho nên là trong hai ngày vừa qua mà Tiểu Vân mà đi chơi đó, cô Hạnh có nói là để cô lái, nhưng mà cô lái thì sợ mọi người bản sanh. Xong anh Michael nói, ủa bản sanh tốt chứ cô, tụi con ai cũng muốn bản sanh thì cô lái đi. Thì anh Michael nói bản sanh tốt chứ, nhưng mà bản sanh đi đâu? Cậu lái một cái rầm thì bản sanh đi đâu? Cho nên chúng ta hãy nhớ là chúng ta cần phải xác nhận chúng ta vãng sanh đi đâu. Đi đâu cũng đồng nghĩa với vãng sanh, nhưng mà đi đâu? Cho nên là phải có tâm Bồ Đề mới đi về nhà Như Lai được các vị nhé. Và cái câu mà con rất rất là tâm đắc nè, rất là tâm đắc và cũng muốn tất cả chúng ta phải làm được cái câu này nè. Đệ tử chúng con từ nay trở đi lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào địa ngục, hết thảy địa ngục đều biến thành tịnh độ, hết thảy khổ não biến thành an vui, khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ tam thiền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ. Vân tâm đắc, cực kỳ tâm đắc cái câu là nếu có chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Giải thoát ở đây các ngài muốn nói là giác ngộ về với Phật đó. Quý vị có muốn như thế không? Mình đi tới đâu chúng sanh chỉ cần thấy mình thôi là họ đều được giải thoát. Có muốn không? Đâu cần bây giờ nói chuyện khang cả cổ mà còn không ai nghe, còn không hiểu nữa. Không cần như thế. Cho nên chúng ta cần phải tập trung vào ai? Vào ta. Để cho ta có được cái thân tướng làm sao để khi người ta chỉ cần nhìn thấy mình thôi là người ta liền được giải thoát. Trời ơi, nó xuống gì đâu luôn. Và đây là cái mà chúng ta muốn đúng không? Vậy thì nỗ lực nha. Muốn là phải làm. Chắc chắn là phải được. Phải có niềm tin nha. Chắc chắn chúng ta làm là phải được. Không cần phải nói nhiều đâu. Rồi lúc đó cái nó ồ sao chân tôi có một rùi vậy, tôi muốn đi miết. Tôi muốn đi miết. Vì sao? Vì đi nó sướng gì đâu, đi đến đâu chúng sanh cũng được giải thoát vì mình hết. Khi họ thấy được mình thôi là họ được giải thoát. Giống như hai ngày tụi Vân đi chơi. Quý vị có biết không, đi chơi đâu gọi là không quên nhiệm vụ. Nhưng mà mình đâu có cố tình nhớ nhiệm vụ đâu. Trước khi đi chơi là Vân đã cài cái tư duy của những người đi chơi là buông hết mọi thứ, chỉ tập trung đi chơi thôi. Không cần nhớ khóa tu nữa, buông hết mọi thứ luôn. Không nghĩ tới khóa tu và cũng không nghĩ tới cái gì chồng, vợ, con, gia đình, tiệm, tùng, việc làm, buông hết tất tần tật. Chỉ có tập trung vào đi chơi thôi, đi chơi là đi chơi thôi. Tuy nhiên quý vị biết không? Đâu có yên đâu, về đâu có yên, đâu có mời, đâu có thỉnh gì ai đâu. Mà về hả, là về theo chúng ta, chúng theo đoàn của mình đi chơi đầy hết quý vị. Gọi là người của Vân cứng từ cái lưng dưới mà lên tới lưng trên, rồi hai vai cũng như là người mái nó đi vậy đó quý vị. Quý vị có tưởng tượng người mái không? Người mái mà nó đi giống như không có một cái cảm giác trong thân nữa. Và về nhà tối á, mình nói các ngài ơi, tụi con đi chơi nha. Không có làm gì hết, đi chơi thôi nha. Không có làm gì hết, mà cố tình không khai thị, không gì chứ. Xong tối ngủ đâu cho ngủ đâu, kiều cái chân vậy đó, kiều hết cái chân này tới cái chân kia vậy đó. Chịu nổi không? Cho nên là không biết chuyện gì. Xong sáng ra phần khai thị thì ở trong đoàn có chị Phụng là có thể cảm được và có thể ra sát được. Và chuyện gì xảy ra? Trời ơi, khóc hù, khóc một cách ngon lành luôn. Khóc mừng các vị, rất là mừng.
vì đã thấy được ánh sáng an lạc rồi, thấy được cái sự giải thoát của họ rồi. Khi họ về tới, họ thấy Phật, vì Vân đi tới đâu cũng có đem theo một cái hình Phật theo mình hết. Và họ về họ thấy được Phật và họ biết lý do. Ủa, ai, mọi người nghe rõ không ạ? À? Có người nói nghe nhỏ lắm. À, nghe rõ không? Rõ mà đúng không? Dạ. Họ biết được cái lý do tại sao mình họ theo mình rồi. Khai thị cho họ, họ hiểu được rồi. Và họ đang từ bóng tối, khổ đau, vất va vất vưởng, không nơi nương tựa, không không ai cho ăn uống gì, đói khát, khổ sở, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, lâu lâu lắm rồi. Bây giờ họ tự nhiên thấy được, cảm được ánh sáng an lạc của mình, họ theo mình. Và khi mà Vân khai thị rồi một cái hả, chỉ khóc ngon lành, khóc mà đầy cảm xúc luôn, như một đứa bé mà mới gặp được mẹ vậy đó, mới gặp được cha, đi lạc lâu 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 lắm rồi và bây giờ mới gặp được. Thì có phải đồng nghĩa với cái từ này không? Quý vị có thấy đồng nghĩa không? À, và bây giờ mình có thể độ được, vì mình có ánh sáng và mình có thể độ được chúng sanh vô hình rồi. Thì tuy nhiên mình cố một chút nữa, làm nỗ lực hơn một chút nữa để mình có thể độ chúng sanh hữu hình được không? Và mình có tin là mình có thể làm được không? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yêu quá. Ok, một lần nữa nè. Chúng ta có tin được là chúng ta có thể làm được không? Yes, yes, yes. Cảm ơn cả nhà, cho một tràng pháo tay nè. Có nghĩa là làm như thế nào? Không biết. À, không biết quý vị làm như thế nào, nhưng khi chúng sanh thấy ta liền được giải thoát. Các vị nha, hãy nhớ câu này nha, Vân muốn in vào cái đầu mình. Khi chúng sanh thấy ta liền được giải thoát, nhớ giùm Vân nha. Làm sao không biết, tìm cách đi. Tìm cách đi, nhưng Vân tin chắc là quý vị đã biết giải pháp rồi, đã biết cách làm rồi đúng không? À, mắc cái chứng gì mà tự đau đau không mà tới đây vậy, có quen biết tôi đâu. À, chỉ thấy qua mạng thôi mà, làm gì mà mê tôi dữ vậy. Tuy nhiên là cũng còn nhiều người chưa có mê. Mê xíu xíu rồi mất tiêu, hoặc là chưa có mê, họ nhìn mình một cách rất là lãng xẹt, không còn lãng mạn mà là lãng xẹt. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa các vị nha, cố gắng hơn nữa để khi chúng họ nhìn mình một cách rất là đắm đuối, mê quá mê, phải chạy theo để được về nhà. Thì khi họ thấy mình là nhất định họ được cứu, và chúng ta sẽ nỗ lực làm điều này các vị nhé. Cũng hết giờ rồi. À, tôi muốn quý vị nhớ cái phẩm này một cách gọi là, hãy nhớ là chúng ta cần phải có ba cái này thì chúng ta mới có thể về cực lạc được. Chỉ cần nhớ ba cái thôi. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm của Phật đó. Phát nguyện. Cần phải phát nguyện thương yêu chúng sanh. À, thương yêu chúng sanh thì chúng ta mới có thể về nhà với Phật được. Cùng tần số với Phật được. Và cho chúng sanh làm. Khi chúng ta đã phát nguyện thương yêu chúng sanh thì chúng ta nỗ lực để tạo công đức đúng không ạ? Nỗ lực làm thiện, nỗ lực tạo công đức, nỗ lực tu tập. Thì chúng ta đã nỗ lực, đã có công đức rồi thì chúng ta cần phải cho, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Thì ba cái này chúng ta cần và rất cần. Vâng, rất là muốn quý vị nhớ ba cái này, chúng ta phải có thì mới về cực lạc được. Và nhớ một câu nữa là chúng ta làm như thế nào, tu như thế nào, sắc thân chúng ta như thế nào đó mà chúng sanh thấy ta liền được giải thoát. Nhớ nhiều đó thôi các vị nha. Yes. Hứa như Vân nha. 1, 2, 3 hứa không nào? Yes. 1, 2, 3 chúng ta làm được không nào? Yes. Mở máy cho chúng sanh như mày kia coi chúng mở cái spotlight đạo tràng bên đây, coi đạo tràng bên đây khùng như thế nào nhá. Không chứ trời. Không làm
Đó, spotlight nè. Ok, rồi bây giờ ha, quý vị ba cái yes thật lớn cho Vân để cho cha hết hồn chơi. Rồi, bây giờ tất cả đạo tràng chúng ta có phải là đồng một tâm một lòng hướng về là làm như thế nào để chúng ta có được thân sắc mà chúng sanh thấy được giải thoát và phát bồ đề tâm, phát nguyện hồi hướng, chúng ta có thể làm được không nào? Yes, yes. A Di Đà Phật. Cha hết học chưa? A Di Đà Phật, cảm ơn cả nhà. Rồi, bây giờ thôi, chúng ta hết giờ rồi nha. Trăm năng lượng như đầy đủ. Và chúng ta mời quý vị chúng ta hồi hướng luôn nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Con chúc cả nhà an lạc và hẹn gặp lại thời công phu sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.